hoãn xử bầu Kiên để điều tra bổ sung. Trong khi dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ án Dương Chí Dũng, thì theo thông tấn xã Việt Nam, tại tòa Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án kinh tế tại ngân hàng ACB và yêu cầu bổ sung thêm một số chứng cứ, tài liệu, tình tiết được chứng tỏ. Thông tấn xã Việt Nam cho hay, hồ sơ vụ án đã được trả về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội để chuyển tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thực hiện theo thẩm quyền, trình tự tố tụng tiến hành điều tra bổ sung thêm một số tình tiết chưa được làm sáng tỏ trong hồ sơ vụ án. Tòa yêu cầu điều tra bổ sung thêm một số chứng cứ, tài liệu, tình tiết liên quan tới việc xác định tính chất, mức độ hành vi, vi phạm của các bị can và một số người liên quan khác nhằm bảo đảm căn cứ cho quá trình giải quyết vụ án được đúng đắn, khách quan, toàn diện và đầy đủ, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. 7 người thuộc dàn lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố và tổng số tiền thiệt hại do 7 bị can gây ra trong vụ án này được nói là hơn 80 triệu Mỹ Kim. Ông Nguyễn Đức Kiên, còn được gọi là Bầu Kiên, bị truy tố về 4 tội danh và bị cáo buộc đã thông qua danh nghĩa 6 công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, lợi dụng các cơ quan tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với số tiền hơn 21.000 tỷ đồng, khoảng 995 triệu USD. Ngoài ra, ông Kim bị cáo buộc chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty của em gái mình. Cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hồi tháng 10 năm 2013, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói đã có kết luận điều tra, hoàn tất cáo trạng 6 đại án để xem ra xử trong năm 2013, trong đó có vụ Bầu Kiên.